Báo cáo với các bác là cả đời em bán loa mới gặp được một đôi này, nên bắt buộc em phải mở ra để em khám phá. Đây là đôi loa JBL em có giới thiệu cho bác sơ qua rồi đấy. Đôi loa JBL model là L820 California. Hàng xịn cho bác luôn. Đấy, hàng xịn. Con này nặng như cối đá. Thì nó nặng ở đâu thì hôm nay em bây giờ em khui luôn ra cho bác. Đây ạ. Về con bát của nó bác nhìn này. Đấy, xương của nó bác nhìn thấy chưa? Đấy, con bát xương cơ. Đấy. Hàng này mà các bác còn trên thì em tuôn bó tay. Đôi này em báo giá rồi mà, 7 triệu 900 nghìn. Dập cả mã luôn. Mà nói tóm lại là có duy nhất một đôi thôi, không có nhiều. Duy nhất một đôi. Xương thích chưa? Duy nhất một đôi ạ. Đấy, cái phân tần đây. Cái này phân tần để nhìn sau. Bác đợi em chút nhé, để em cho cái giá loa lên. Em ạ, đây nhá, xong em lật cái này lên. Làm tiện rồi bác ạ. Đấy, em bảo Tuấn sẽ lật nhé. Cục ok rồi đúng không? Còn đây. Con tép này. Con tép này các bác chờ đây bác. Đấy, cậy lần lượt này lên. Các nhìn này. Zin từng tí một luôn. Được chưa? Nhìn phê luôn. Con này e căng, nó thiếu e căng thôi. Nhưng mà e căng thật ra là những con đẹp như thế này không cần e căng các bạn. E căng thì bây giờ bác làm đơn giản, nhưng mà em báo cáo bác là chẳng cần e căng, để nguyên như này đẹp cho nó phê. Có nhìn con chung nó sướng chưa? Con chung này được bịt kín hết một ngăn bên này bạn, một ngăn bên này chung bịt kín hết luôn. Đấy, có nhìn thấy nó phê chưa? Nó quá phê luôn. Và bác nhìn cái phân tần của nó này, nó bắt đầu từ đây nó sang đến tận đây luôn. Phân tần của em nó chiếm khoảng độ 1 phần 3 lô vách loa rồi, 1 phần 3 vách loa rồi, phân tần rồi. Hàng bao zin bao chất cho bác luôn nhỉ, bao zin bao xịn bao chất cho bác luôn ạ. Ok chưa? Ở đây họ xử lý rất là hay luôn, bác nhìn này. Riêng con chung này nó xử lý cái vần lời vần tép đấy. Họ đánh thẳng luôn dây này, dây lõi bạc để cho nó lợi lợi lời hơn đấy. Bác nhìn con chung này. Đi. Tất cả khung của nó nhôm hết ạ. Nhôm pha gang đúc hết. Thế này hẳn nào đúng, chiếc loa nó chẳng nặng. Nó quá nặng chứ không phải nặng. Này. Tiêu âm được ép chết dưới này rồi. Ok cho bác, đẹp xuất sắc luôn, em nó đây. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Hai cầu luôn ạ, hai cầu. Mức giá 7 triệu 9. 7 triệu 900 nghìn. Bác nào nhu cầu liên hệ với em. Đã đây, em cho bác nhìn tép này. Tép này. Còn zin hết luôn. Tép này. Tiếp một con tép này nữa. Mình nhìn này. Đấy, bác nhìn kỹ đi bác nhé. Chỉ có duy nhất một đôi thôi, không có nhiều. Tất cả những cái đường này, đúng không này, mở ra bác nhìn thấy chưa? Rồi ok bác, rồi em chào, chào các bác.